Một phương pháp đơn giản để học bất kỳ ngôn ngữ nào. Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Dương xin tóm tắt lại chia sẻ cách học bất kỳ một ngoại ngữ nào chỉ bằng một phương pháp đơn giản của hai anh chàng Scott và Watt đến từ Mỹ nhé. Hãy xem đến cuối video để nhận được 3 bước hết sức đơn giản để có thể thành công nhanh nhất trong việc học ngoại ngữ nhé. Hai anh chàng này đã thực hiện nó như thế nào và thành công ra sao? Chúng ta cùng vào video thôi nào. Scott và Watt đã đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và cuối cùng là Trung Quốc để học ngôn ngữ bằng cách thử nghiệm phương pháp của mình có hiệu nghiệm hay là không. Kết quả rất là ấn tượng, đó là chỉ với 3 tháng sống tại mỗi quốc gia áp dụng phương pháp này, hai người đã có thể giao tiếp tự tin với người bản xứ. Trước khi tiết lộ phương pháp đó là gì thì hai anh chàng này bắt đầu bằng câu hỏi điều gì khiến cho những người học ngoại ngữ thất bại. Có thể là sai nội dung chương trình học tập. Nếu vậy thì khi bạn có chương trình học hay ứng dụng hoàn hảo thì liệu bạn sẽ có thể học được ngoại ngữ hay là không? Theo số liệu theo dõi ở Mỹ thì cứ 1.000 người được phỏng vấn thì chỉ có 7 người trả lời rằng họ có thể nói lưu loát ngoại ngữ và những người này đã thực sự học ở trường. Còn theo số liệu của những người dùng app như là Rosetta Stone hay là Pimsleur để học thì họ thấy có một số lượng khổng lồ những người bỏ ngang. Hay có thể lý do là bạn không sống ở quốc gia mà bạn cần học ngoại ngữ cho nên bạn không nói được ngoại ngữ đó. Sống ở quốc gia mà bạn cần học ngôn ngữ đó chắc chắn là giúp ích rất là nhiều cho bạn. Nó cho bạn động lực và thả mình hoàn toàn vào môi trường học ngoại ngữ. Nhưng nó không phải là câu trả lời cho tất cả những vấn đề của một người học ngoại ngữ. Ví dụ như nếu bạn đến Mỹ mà bạn lại không nói tiếng Anh thì sao? Thì xu hướng là bạn sẽ tìm những người đồng hương để giúp đỡ và điều đó tạo nên một cái bong bóng cách ly bạn với môn tiếng Anh. Scott và Watt đã quen một anh chàng doanh nhân người Mỹ. Anh ấy đến Hàn Quốc làm kinh doanh, lấy vợ người Hàn Quốc và có con tại Hàn. Sống ở Hàn Quốc 20 năm nhưng lại không thể nói chuyện một cách hoàn chỉnh bằng tiếng Hàn. Vậy đấy, sống ở quốc gia mà bạn cần học ngôn ngữ rất có ích, nhưng nó không thể giải quyết hết vấn đề giúp bạn giỏi ngôn ngữ đó. Hay có thể vấn đề là bạn quá già để bắt đầu học một ngoại ngữ và bạn phải nên bắt đầu khi còn là một đứa trẻ, bởi vì trẻ em học ngôn ngữ nhanh hơn. Theo Stephen Brown ở trường đại học Einstein thì người lớn thật sự học nhanh hơn trẻ em ở một giai đoạn ngắn hạn. Chỉ khi nói đến việc đạt đến gần giống trình độ người bản xứ thì trẻ em mới tỏ ra hơn hẳn so với người lớn. Chính vì cái điều này, rõ ràng là nếu bạn chỉ muốn giao tiếp với người khác bằng ngoại ngữ thì chẳng có lý do gì mà bạn lại không thể học bất kỳ một ngôn ngữ nào ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu những vấn đề trên không phải là yếu tố cốt lõi giải thích lý do tại sao bạn thất bại trong việc học ngoại ngữ thì đó là gì? Scott và Watt đã có một giả thuyết hoàn toàn khác biệt để giải thích vấn đề trên. Đó chính là quá trình học ngôn ngữ được chia làm thành hai giai đoạn khác biệt, giống như là hai khu vực nước biển ở trong hình. Phần gần bờ chính là phần bắt đầu khi học một ngoại ngữ. Vị trí này có nhiều sóng biển. Khi bạn lao ra khu vực này thì sóng sẽ có xu hướng đẩy bạn ngược lại vào bờ. Nó cũng giống như là những phản hồi tiêu cực khi bạn bắt đầu học ngoại ngữ vậy. Đó chính là những khó khăn, những thất vọng, ngại giao tiếp, sợ sai v.v. Vùng thứ hai là vùng nước có sóng êm ả hơn. Bạn sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn khi ở trong vùng nước này, và sóng sẽ không còn đẩy bạn ngược trở lại nữa. Đó là khi bạn đã bước qua những khó khăn và bắt đầu hưởng những trái ngọt thành công khi học ngoại ngữ. Vậy bạn phải làm gì để vượt qua vùng thứ hai, nơi mà học ngôn ngữ vừa dễ dàng và thoải mái và cũng vui vẻ? Nhắc với bạn rằng không phải là bạn đợi mình hoàn hảo rồi thì mới ở trong vùng thứ hai, mà có thể là bạn biết vài từ vựng thôi nhưng bạn phải tự tin khi dùng chúng là được. Hoặc có thể bạn chỉ có thể giao tiếp đơn giản thôi, thì việc học ngôn ngữ cũng đã chuyển từ trạng thái thất vọng chán trường
sang việc hoàn toàn xứng đáng. Vấn đề cốt lõi là hầu hết mọi người thường bị kẹt lại ở vùng sợ hãi và thất vọng này lâu hơn cần thiết. Và có những người bị kẹt lại luôn ở đây. Và nếu tất cả những gì bạn thấy đều là những phản ánh tiêu cực thì rất khó để bạn tạo động lực, học tiếp và cải thiện bản thân và tiếp tục học ngôn ngữ mà bạn theo đuổi. Lý tưởng nhất là bạn dùng một phương pháp khác mà nó có thể giúp bạn vượt qua cái vùng đầu tiên này thật nhanh và hiệu quả. Scott và Watt tin rằng họ có phương pháp để làm điều này. Phương pháp này sẽ giúp bạn rẽ sóng, đi vào vùng học ngôn ngữ dễ dàng và vui vẻ hơn. Phương pháp đó chính là đừng dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để học ngôn ngữ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng phương pháp này cực kỳ hiệu quả. Khi bạn bắt ép mình phải nói ngôn ngữ mà bạn đang theo học thì bạn sẽ buộc phải học những từ hoặc cụm từ cần thiết nhất, thường dùng nhất cho việc giao tiếp, chứ không phải là những từ sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa. Bởi vì bạn chưa biết nhiều từ vựng nên bạn sẽ có xu hướng dùng đi dùng lại những từ mình đã biết. Điều này theo những nhà tâm lý học gọi là hiệu ứng overlearning. Hiệu ứng này cho phép bạn nạp thông tin một cách tự động. Bạn sẽ không còn bị cứng lưỡi hay là gượng lưỡi khi nói những từ hay cụm từ cơ bản. Cuối cùng, bởi vì bạn không được phép nói tiếng mẹ đẻ nên bạn sẽ dễ dàng phát triển kỹ năng tìm ra những cái giải pháp tạm thời trong giao tiếp để có thể giải quyết những cái tình huống nằm ngoài khả năng hiện tại của bạn. Nó kiểu như là bạn học những cụm từ đơn giản như là cái này có nghĩa là gì, cái này nói như thế nào, vân vân, để có thể sử dụng hiệu quả những cái thứ như là Google Translate hoặc từ điển để kết hợp những từ, những cụm từ mới vào giao tiếp khi bạn có những kỹ năng đó. Scott và Watt đã làm thế nào để biết cái phương pháp này có tác dụng? Đó là bởi vì họ đã dùng chính bản thân mình để thử nghiệm phương pháp này. Họ đã dùng phương pháp này để học 4 ngôn ngữ và họ đã đến 4 quốc gia để học những ngôn ngữ đó. Và phương pháp này đó là không nói tiếng Anh. Hai anh chàng này đã học mỗi ngôn ngữ chỉ mất 3 tháng. Bạn có thể xem khả năng của hai anh chàng này nói như thế nào bằng video gốc. Thầy sẽ để link ở trong phần mô tả nha. Đây là một ví dụ cho thấy việc học ngoại ngữ của bạn sẽ tăng đáng kể như thế nào nếu bạn tuân theo nguyên tắc này, đó là không nói tiếng Việt. Nếu như mà đem so sánh những cái phương pháp học tiếng Anh của nhiều người chia sẻ trên mạng thì sẽ so sánh như sau. Có thể những phương pháp đó sẽ giúp bạn phát triển nhanh hoặc là rất là nhanh, nhưng nếu bạn áp dụng phương pháp này để mà học ngoại ngữ thì khả năng phát triển ngôn ngữ của bạn sẽ phóng nhanh y như là khi bạn đang ngồi trên một chiếc tên lửa vậy. Không nói tiếng Mỹ để 100% thì có vẻ rất là cực đoan và khó thực hiện. Tuy nhiên, có phải là sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn dùng ngôn ngữ mày để học ngoại ngữ, thậm chí là dù nó sẽ nhanh hơn phương pháp này. Theo Scott và Watt thì đây thật sự là một quan niệm sai lầm. Để biện luận cho điều đó thì Scott đã lấy trải nghiệm của mình để so sánh. Đó là khi anh ấy du học tại một trường đại học ở Pháp, anh ấy cố gắng học tập để hy vọng có thể nói lưu loát tiếng Pháp. Sự khác biệt giữa lúc anh ấy học tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha đó là khi ở Pháp, anh ấy không dùng nguyên tắc không nói tiếng Anh. Anh ấy chỉ cố gắng thực hành tiếng Pháp khi anh ấy có cơ hội. Và sau một năm học tập nghiên cứu tại Pháp thì tiếng Pháp của anh ấy còn tệ hơn 3 tháng anh ấy học tiếng Tây Ban Nha. Tuần đầu tiên học tiếng Tây Ban Nha phải nói là rất vất vả. Anh và Watt đã phải giao tiếp với nhau bằng từ điển. Tuy nhiên, tuần thứ hai thì mọi thứ đã có sự tiến triển. Việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn một chút. Sau một tháng thì tốt hơn chút nữa. Và tới tháng thứ ba thì mọi thứ đều trở nên rất là dễ dàng. Cuộc sống với tiếng Tây Ban Nha đã trở thành một cái điều gì đó rất tự nhiên đến nỗi mà họ chẳng nghĩ đến việc là mình đang học ngôn ngữ vậy. Một điều mà nhiều người có quan niệm sai lầm nữa là việc mắc lỗi trong giao tiếp. Thật sự là mắc lỗi trong giao tiếp là một điều rất tốt, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn đang thật sự dùng ngôn ngữ để giao tiếp và dẫn đến là bạn sẽ có thêm tự tin để học tiếp ngôn ngữ của mình. Khi Scott và Watt thực hiện thử thách này, họ ngày nào cũng mắc lỗi trong giao tiếp và đôi khi họ cũng phải phá vỡ nguyên tắc và phải nói tiếng Anh thêm vào. Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là bạn cố gắng và tiếp tục. Mục đích tầm nhìn là bạn phải cố gắng nhanh nhất
thoát ra khỏi vùng số 1 để bạn có thể đến vùng học ngôn ngữ dễ dàng và thoải mái hơn. Lý tưởng nhất là bạn đến quốc gia mà bạn muốn học ngôn ngữ và bắt đầu ngâm mình 100% hoàn toàn vào môi trường ngôn ngữ đó. Tuy nhiên thì có nhiều người không có cơ hội để thực hiện điều này. Chính vì vậy sau đây là đề xuất của Scott và Vat dành cho bạn. Nguyên tắc không tiếng Việt không phải lúc nào cũng vậy với tất cả mọi người. Bạn sẽ thực hiện nó theo hoàn cảnh nhất định. Lấy ví dụ, nếu bạn học tiếng Anh và bạn có một đồng nghiệp hoặc là bạn cùng lớp hoặc là giáo viên thì bạn hãy cam kết không tiếng Việt với đồng nghiệp của mình hoặc là giáo viên hay là bạn cùng lớp của mình. Cứ mỗi lần bạn nhìn thấy họ là bạn biết rằng mình sẽ bắt đầu nói tiếng Anh. Sẽ rất là bình thường nếu bạn lấy ra từ điển hoặc là Google Translate để dịch toàn bộ câu. Mục đích là bạn phải thử và cố gắng theo đuổi. Và hai thứ quan trọng mà nguyên tắc này sẽ giúp bạn rất là nhiều trong việc học ngôn ngữ đó là: thứ nhất, bạn sẽ có thói quen nói ngôn ngữ ngay khi bạn gặp đối tượng cam kết nói tiếng Anh với mình. Thứ hai đó là nó giúp bạn sử dụng ngôn ngữ ngay khi bạn còn đang ở một trình độ rất khiêm tốn. Điều này sẽ giúp bạn có được tự tin để bạn tiến đến một trình độ cao hơn. Tổng kết lại, sử dụng nguyên tắc này bạn chỉ cần có 3 bước đơn giản. Bước thứ nhất là tìm một người. Bước thứ hai là cam kết nói không tiếng Việt với người này. Và bước thứ ba là bắt đầu nói. Thật đơn giản phải không nào? Tuy nhiên nó cũng rất cần nghị lực và sự kiên trì của bạn. Tất nhiên là thời gian nữa. Mr. Dương xin cảm ơn bạn đã theo dõi đến hết video. Hy vọng là video này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Hãy lan truyền những điều tốt đẹp đến nhiều người khác. Đó là cách bạn đóng góp công sức của mình cho cộng đồng người Việt. Bằng cách share và like video này là bạn đã giúp rất nhiều người trong việc học ngôn ngữ. Xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.